Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý khán thính giả theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Sợ lây COVID-19 cho người khác, nghị sĩ Mỹ ngủ qua đêm ở bãi đậu xe. TTO, hàng nghị sĩ Matt Gates đi vào bãi đậu xe của siêu thị Walmart và ngủ qua đêm sau khi ông biết tin người ông từng tiếp xúc đã nhiễm Covid-19. Ngày mùng 10 tháng 3, hạ nghị sĩ bang Florida Matt Gaits cho biết xét nghiệm cho thấy hiện ông âm tính với virus corona chủng mới. Thông tin được tiết lộ chỉ một ngày sau khi dân biểu bang Florida này tự cách ly khi biết tin ông cùng một số nghị sĩ khác từng tiếp xúc với một bệnh nhân Covid-19. Theo đài CNBC, ngoài ông Matt Gates, còn có các nghị sĩ Ted Cruz, Paul Gosa, Doug Collins đã tự cách ly 14 ngày sau khi có tiếp xúc với người bệnh COVID-19. Người này từng tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC cuối tháng trước, một sự kiện có nhiều Chính trị gia Đảng Cộng Hòa tham gia gồm cả Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đang tường thuật một câu chuyện đặc biệt hơn của hạ nghị sĩ Matt Gaetz cho biết liên quan tới việc ông tự cách ly. Cụ thể, hôm mùng 9 tháng 3, ông Matt Gaetz đi cùng Tổng thống Trump trên chuyến cơ không lực 1 từ Orlando tới Washington, D.C., cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, quyển giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Richard Grenell cùng có mặt trên máy bay. Trên đường đi, Matt Gates nhận được tin rằng ông từng chụp ảnh chung với một bệnh nhân COVID-19 tại CPAC ở Maryland vào cuối tháng trước ông liền vào một phòng riêng trên chuyến cơ tổng thống để cách ly. Theo đài Fox News, Matt Gaetz tiết lộ rằng khi đến thủ đô Washington DC, ông đã quyết định không ở khách sạn để tránh lây nhiễm virus corona chủng mới cho người khác, dù vẫn chưa có kết quả xét nghiệm N nào nói ông đã bị nhiễm thời điểm đó. Thay vào đó, hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa này cho biết tôi đã ngủ trong một bãi đậu xe của siêu thị Walmart ở xa lộ liên tiểu bang 85. Matt Gates cho biết hiện ông đang vẫn cảm thấy ổn và không có triệu chứng, nhưng sẽ tiếp tục tự cách ly nhằm giảm nguy cơ lây lan bệnh theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Trước vụ ngủ trong bãi đậu xe này, hàng nghị sĩ Matt Gates từng gây chú ý hôm 4 tháng 3 khi ông đeo mặt nạ lọc khí trong lúc có mặt tại Hạ viện Mỹ để bỏ phiếu về một dự luật khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ US dollars giúp đối phó COVID-19. Mỹ có chính sách kinh tế táo bạo đối phó với COVID-19. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, ông Larry Kudlow, hôm thứ Ba 10 tháng 3 cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã lên kế hoạch về một gói kích thích kinh tế bao gồm một chính sách thuế mới để khỏa lấp những thiệt hại do ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 đang bùng phát trên phạm vi thế giới, theo SCMP. Không cung cấp nhiều thông tin chi tiết, Ông cất lồ mô tả chính sách kích thích kinh tế này sẽ tạo ra một bước đột phá lớn và táo bạo, và nó được ủng hộ bởi một tổng thống táo bạo. Ông cho biết thêm, gói kích thích kinh tế mà Tổng thống Trump đề cập lần đầu vào thứ hai cũng bao gồm các biện pháp để đảm bảo người lao động được trả lương khi nghỉ ốm cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các biện pháp điều hành quan chức Bộ Y tế Anh nhiễm COVID-19. Thứ trưởng Y tế Anh, nghị sĩ Nadine Doris của Đảng Bảo thủ cầm quyền xác nhận bà có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Bà cho biết đã tự cách ly ở nhà ngay khi nhận được kết quả này theo bản tin hôm thứ Ba ngày 11 tháng 3 của SBS News. Bộ trưởng Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Matt Hancock nói rằng ông rất buồn khi nhận được thông tin này và cho rằng bà Nadine đã làm điều rất đúng, đánh và tự cách ly tại nhà riêng. Tờ The Times thông tin, bà Doris thấy không khỏe từ ngày 6 tháng 3 và được xác nhận dương tính với virus vào ngày 10 tháng 3. Tờ BBC thông tin trước đó bà đã gặp hàng trăm người trong quốc hội. Dịch COVID-19 cho thấy Tổng thống Trump đã đúng về Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, Tổng thống Donald Trump luôn khẳng định rằng nước Mỹ đã quá phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hiện nay đã chứng tỏ điều đó khi tổng thống trump bắt đầu áp thuế quan đối với trung quốc nhiều người dự đoán rằng cuộc chiến thương mại này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế mỹ vì hoa kỳ đã quá phụ thuộc vào hàng nhập khẩu giá rẻ từ trung quốc trong nhiều năm tuy nhiên trong cuộc chiến thương mại nền kinh tế trung quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề trong khi nền kinh tế mỹ phát triển với hiệu suất cao nhất trong nửa thế kỷ chuyện gì đã xảy ra đáp án thật đơn giản vì các công ty từng chuyển nhà máy của họ sang trung quốc để tận dụng lao động giá rẻ quy định lỏng lẻo của thuế xuất khẩu đã chạy trốn khỏi Trung Quốc tới quốc gia có lợi thế kinh doanh tương tự để không phải đối mặt với cuộc chiến thương mại Mỹ. Trung, điều này đã làm cho nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Giờ đây, sự bùng phát dịch COVID-19 trên toàn thế giới có thể đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc khi các công ty bắt đầu nhận ra những nguy cơ đến từ quốc gia độc tài có nhiều quyền lực đối với chuỗi cung ứng của họ sau khi Bắc Kinh đặt hàng trăm triệu công dân của mình dưới sự cách ly, đóng cửa phần lớn kinh tế trong nhiều tuần nhu cầu đa dạng hóa các địa điểm sản xuất đã trở nên rõ ràng đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới. Dịch virus corona lùi bước ở Hàn Quốc nhưng khiến cả trăm người chết ở Bắc Triều Tiên Tại Hàn Quốc cuộc chiến chống dịch virus corona covid-19 có dấu hiệu đạt đến kết quả tích cực với số ca nhiễm mới liên tục giảm. Trong khi đó, các nguồn tin không chính thức virus corona đang hoành hành dữ dội ở Bắc Triều Tiên. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2020, trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, nước này ghi nhận thêm 131 ca nhiễm mới, nâng số bị nhiễm lên thành 7.513 người, số ca tử vong tăng thêm 3 trường hợp, nâng số chết lên thành 54 người. Các số liệu trên đây đã được tiếp nhận một cách lạc quan vì đây là lần đầu tiên từ hai tuần lễ nay mà mức tăng ca nhiễm dưới 200 ca mỗi ngày đã tăng chậm lại khẳng định thêm xu hướng ghi nhận từ nhiều ngày nay. Theo đó, số ca nhiễm hàng ngày ở Hàn Quốc có dấu hiệu giảm dần. Trong lúc tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc diễn biến tích cực thì có tin là tình hình ở Bắc Triều Tiên rất tệ hại. Trang mạng Business Insider ấn bản pháp hôm qua, ngày 9 tháng 3, đã trích dẫn mạng thông tin này Daily NK tại Hàn Quốc tiết lộ rằng có gần 200 binh sĩ Bắc Triều Tiên bị thiệt mạng vì virus corona trong lúc hàng ngàn người khác bị cách ly. Theo Daily NK, trong hai tháng giêng và tháng hai vừa qua dịch COVID tại Bắc Hàn, đã khiến 180 binh sĩ thiệt mạng để ngăn dịch lây lan. Chính quyền Bình Nhưỡng cũng đã gửi thêm 3.700 người vào trại cách ly. Thông tin này phù hợp với nguồn tin hãng thông tin Hàn Quốc Yonhap tiết lộ. Theo đó, Bắc Triều Tiên đã cách ly gần 10.000 người vì lo ngại virus corona lây lan, nhưng sau đó đã thả gần 4.000 người không có triệu chứng. Trước các thông tin trên. Chế độ Bình Nhưỡng vẫn giữ quan điểm không cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh tại Bắc Triều Tiên, đồng thời tiếp tục khẳng định rằng đất nước này vẫn trong tình trạng miễn nhiễm. Trong khi tập chí Mỹ Newsweek, nhật báo Rodon Simon đã quan ngôn luận, các đảng lao động cầm quyền Bắc Triều Tiên ngày hôm qua, tháng 9 ngày 3 vẫn khẳng định rằng căn bệnh truyền nhiễm tức là Covid-19 chưa tràn vào đất nước ta. Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thông qua dự thảo về khả năng thủ tướng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chỉ đạo yêu cầu hạn chế ra ngoài, đóng cửa trường hợp công sở tạm thời trong tình hình dịch Covid-19 đang lây lan tại nước này quyết định đưa ra. Trong cuộc họp hội Nhật Bản hôm nay, tháng 10 ngày 3 sẽ được trình hạ viện vào ngày mai. Nếu được thông qua sẽ được ban hành ngày 14 tháng 3 để thực hiện. Cũng trong cuộc họp nội các. Chính phủ Nhật đã quyết định cấm tăng giá khẩu trang tại các cửa hàng trên mạng. Người vi phạm có thể bị phạt tù dưới một năm hoặc bị phạt tiền từ một triệu yên. Khi đến trưa ngày 10 tháng 3, Nhật Bản đã ghi nhận 1.231 người nhiễm virus corona trên toàn quốc. Số ca tử vong là 14 người. Mông Cổ có ca nhiễm đầu tiên trong vùng Bắc Á. Nước Mông Cổ hôm nay ngày 10 tháng 3 đã ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên, chính quyền nước này đã lập tức ban hành lệnh cấm bất cứ ai ra vào các thành phố trong vòng 6 ngày. Theo hãng tin AFP, điều oái âm là nhiễm ca đầu tiên tại Mông Cổ lại là người Pháp, nhân viên chi nhánh tập đoàn năng lượng hạt nhân Pháp Orano, người này đã bay từ Moscow, Nga, Mông Cổ ngày 2 tháng 3 và đã tiếp xúc nhiều người trong khi có triệu chứng bệnh COVID-19 năm trong năm ngày đó. Mông Cổ phong tỏa tất cả các thành phố sau ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Theo AFP, phó thủ tướng Mông Cổ Enkhuu Shin Yusin Khan hôm nay thông báo sẽ cấm bất cứ ai đến hoặc rời các thành phố trên toàn quốc trong 6 ngày sau khi phát hiện ca nhiễm Covid đầu tiên. Thủ đô Ulaanbaatar là tất cả các thành phố, các tỉnh bị cách ly đều đến ngày 16 tháng 3 để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Phó Thủ tướng Eskonsin Yusinkhan cho biết trong cuộc họp báo. Theo Bộ trưởng Y tế Davachan Sansin Sangarel, ca nhiễm COVID đầu tiên ở Mông Cổ là người đàn ông quốc tịch Pháp đến Mông Cổ trên chuyến bay từ Moscow Home ngày 2 tháng 3. Người này làm việc cho công ty con của công ty hạt nhân Pháp Orano và đã bỏ quy định cách ly trong 14 ngày. Cảnh sát bắt hơi cay giải tán người biểu tình Venezuela. Hôm thứ Ba mùng 10 tháng 3, cảnh sát chống bạo động Venezuela đã bắn hơi cay để giải tán đoàn người biểu tình hàng ngàn người của phe đối lập ở thủ đô Caracas. SBS News đưa tin hàng ngàn người biểu tình bắt đầu cuộc tuần hành phản đối sự tồn tại của chính phủ Maduro ở phía đông của Caracas. Họ hướng về tòa nhà quốc hội nhưng sau đó bị chặn bởi một hàng rào cảnh sát. Tham gia trong đoàn người biểu tình lãnh đạo phe đối lập Guaido đã cố gắng đàm phán với cảnh sát, tuy nhiên không thành công, theo AFP. Cảnh sát không làm việc vì người dân họ làm việc cho chế độ độc tài, ông quay đầu nói. Afghanistan sắp thả 1.500 tù nhân Taliban Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chuẩn bị cho phóng thích 1.500 tù nhân thuộc lực lượng Taliban để mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp với nhóm nổi dậy này nhằm chấm dứt cuộc đàm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm ở Afghanistan, theo bản tin hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 3 của Reuters. Tiến trình phóng thích 1.500 tù nhân Taliban sẽ được hoàn thành trong vòng 15 ngày, với 100 tù nhân được trả tự do ở các nhà tù mỗi ngày, theo sắc lệnh mà Reuters tiếp cận được. Sắc lệnh cũng cho hay cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban sẽ được thực hiện song song với tiến trình trao trả tù nhân này. Ông Trump không tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng ở Nga. Điện Kremlin hôm thứ Ba ngày 10 tháng 3 nói rằng phía Mỹ thông báo Tổng thống Trump sẽ không tới tham dự lễ mừng chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5. Theo Reuters, tổng thống Putin thường tổ chức các lễ duyệt binh lớn vào ngày 9 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức. Đồng thời cũng nhân dịp này phô diễn sức mạnh quân sự của Nga. Người phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên rằng Moscow hiện chưa biết ai sẽ thay ông Trump tham dự lễ kỷ niệm này. Trung Quốc cho phép nhiều công ty ở Vũ Hán hoạt động trở lại. AFP cho biết, giới chức tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm nay mùng 11 tháng 3 thông báo nhiều doanh nghiệp ở tâm dịch Vũ Hán có thể trở lại hoạt động ngay lập tức. Các doanh nghiệp sản xuất nhu yếu phẩm hàng ngày và doanh nghiệp chủ chốt trong chuỗi công nghiệp toàn cầu có thể tiếp tục hoạt động ngay lập tức. Các công ty khác dự kiến được phép hoạt động trở lại sau ngày 20 tháng 3. Quy định trên cũng được áp dụng cho các khu vực ngoài Vũ Hán có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Các công ty về tiện ích công cộng và cung cấp nhu cầu, nhu yếu phẩm có thể tiếp tục công việc. Còn ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình hoặc thấp, có nhiều công ty hơn được phép quay trở lại làm việc. Các chuyến bay, xe lửa, xe hơi, tàu điện và xe buýt chạy trong tỉnh thuộc các khu vực nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình và thấp, ngoại trừ Vũ Hán sẽ dẫn quay lại hoạt động, nhưng các nhà chức trách chưa thông báo thời gian cụ thể. Theo Reuters, cũng trong hôm nay, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan cho biết họ có kế hoạch khôi phục một phần hoạt động sản xuất tại hai nhà máy ở Trung Quốc, trong đó có một cơ sở ở Hồ Bắc. Đối thủ cạnh tranh của Nissan là Honda cho biết nhiều nhân viên đã quay trở lại làm việc nhà máy tại nhà máy ở Vũ Hán và sẽ khởi động khởi động lại việc sản xuất từ hôm nay. Trong khi nới lòng một số hạn chế, chính quyền Hồ Bắc cho hay việc hạn chế giao thông ở Vũ Hán vẫn được duy trì các trường hợp trong tình vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Nhật phạt tù người bán, lại khẩu trang kiếm lời chính phủ Nhật Bản hôm nay đưa ra luật mới những người Nhật bán lại khẩu trang kiếm lời có thể phải ngồi tù một năm hoặc nộp phạt một triệu yên, 9.800 USD hoặc cả hai luật này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 nhằm ngăn những kẻ lợi dụng tình trạng thiếu hụt khẩu trang trên toàn quốc để trục lợi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây lan rộng. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Thương mại cho biết lệnh này không áp dụng với việc bán lại khẩu trang với những mức giá đã mua hoặc thấp hơn. Kim Trung Un thị sát phóng pháo phản lực siêu lớn. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đăng tin nhà lãnh đạo Kim Trung Un đã trực tiếp thị sát hài lòng với đạt phóng pháo phản lực siêu lớn của chính quyền Bình Nhưỡng. Sáng ngày 9 tháng 3, lãnh đạo Kim Trung Un đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận tiến công hỏa lực ngày tháng ngày 9 tháng 3. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng phản công chớp nhoáng của các đơn vị pháo binh tầm xạ Tiền tuyến KCNA thông báo đây là đường thứ hai Triều Tuyên phóng pháo phản lực siêu lớn chỉ trong một tuần. Lính Mỹ Mỹ bắt đầu rút khỏi Afghanistan. AFP cho biết quân đội Mỹ rút một phần trong lực lượng 12.000 quân ở Afghanistan theo thỏa thuận hòa bình ký tới Taliban hôm ngày 29 tháng 2. Mỹ đã cam kết giảm số quân tại Afghanistan từ 12.000 người xuống 8.600 trong vòng 135 ngày theo thỏa thuận hòa bình với Taliban, phát ngôn viên lực lượng tại Afghanistan Sony Linkjet cho biết uh, trong công báo ngày 9 tháng 3 theo thỏa thuận Taliban lệnh cho các tay súng phiến quân ở Afghanistan dừng tấn công trong khi quân đội Mỹ rút bớt lực lượng trong vòng 10 ngày sau khi ký thỏa thuận Ý hạ lệnh chế đi lại trên cả nước để đẩy lùi COVID-19. Vào tối thứ Hai, ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố việc hạn chế đi lại sẽ được mở rộng để áp dụng thêm phạm vi cả nước nhằm sớm đẩy lùi sự lây lan của COVID-19. Fax News cho hay đây là một quyết định chưa từng được thực hiện trong thời bình ở Ý. Thủ tướng Giuseppe Conte cho rằng yêu cầu cách ly đối với thủ đô Rome vào cuối tuần trước là không đủ để và phải mở rộng phạm vi cách ly cho cả nước. Như thế, tất cả 60 triệu người Ý sẽ phải tuân thủ quy định này. Người đứng đầu chính phủ Ý cũng cho hay nghị định mới của chính phủ sẽ yêu cầu tất cả công dân Ý muốn ra khỏi nơi sinh sống phải đảm bảo được điều kiện vệ sinh sức khỏe, cho thấy được lý do cần thiết để ra ngoài để xử lý công việc. Hiện Ý có số người chết vì COVID cao nhất thế giới sau Trung Quốc, số ca nhiễm mới tăng cao, theo cập nhật của Wonder Meters, tính tới 5 giờ 5 phút. Ý có 9.172 ca nhiễm bệnh và 463 người chết. nCoV có thể di chuyển xa gấp nhiều lần so với khuyến cáo. Virus nCoV có thể tồn tại trong không khí ít nhất 30 phút và di chuyển xa tới 4,5 mét xa hơn nhiều lần khoảng cách an toàn từ 1 đến 2 mét mà các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân đảm bảo để tránh lan bệnh. Nghiên cứu một nhóm nhà dịch tễ trung học ở tỉnh Hồ Nam cho hay theo bản tin thứ ba ngày 10 tháng 3 của SCMP có thể khẳng định rằng trong một môi trường kín có điều hòa khoảng cách di chuyển của covid sẽ vượt quá khoảng cách an toàn thường được công nhận các nhà nghiên cứu viết trong một bài báo khoa học đăng trên tạp chí practical preventive medicine vào thứ sáu tuần trước nhóm nghiên cứu cũng phát hiện rằng ncov có thể tồn tại nhiều trên các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với hơi thở của người bệnh làm tăng nguy cơ truyền nếu người chạm vào nó sau đó xoa mặt, xoa tay. Theo nghiên cứu này, thời gian tồn tại của COVID trên bề mặt phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ và loại bề mặt, ví dụ như 37 độ C có thể tồn tại trong 2 đến 3 ngày trên kính vải kim loại nhựa hoặc giấy. Israel tăng biện pháp cứng rắn chống dịch COVID, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ hai ngày 9 tháng 3 nói rằng theo quy định mới tất cả các người ở nước ngoài đến Israel sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày để phòng dịch COVID-19 ở nước này bùng phát theo Reuters. Ông Netanyahu cho biết trước mắt quy định mới này sẽ áp dụng trong hai tuần tới. Các quan chức Israel cho biết thêm bệnh mà Thủ tướng của họ không Thông báo sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với người Israel trở về nước. Từ thứ năm, những người nước ngoài muốn tới Israel phải chứng minh có đủ biện pháp tự cách ly mới được nhập cảnh. Hiện Israel có 50 ca nhiễm bệnh, trong đó có 11 ca nhiễm mới, 4 bệnh nhân đã phục hồi và chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Quốc gia này đã áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn để tránh lây lan nCoV như việc yêu cầu máy bay chở khách đến từ vùng dịch phải quay đầu về nơi xuất phát. Mỹ phản đối ý định thành lập hai chính phủ ở Afghanistan, Hoa Kỳ phản đối bất cứ ý định muốn lập ra một chính phủ mới nào ở Afghanistan tồn tại song song với chính phủ hiện tại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố hôm thứ Hai ngày 9 tháng 3 và giờ sau khi Tổng thống Afghanistan và đối thủ chính trị đều tuyên bố là người lãnh đạo đất nước theo rauder hôm thứ hai tổng thống afghanistan Afham ghani đã tổ chức một buổi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai nhưng buổi lễ này bị cắt ngang bởi cuộc tấn công bằng tên lửa và đối thủ chính trị abdullah một cựu quan chức của chính phủ afghanistan cũng tổ chức một buổi lễ cùng ngày tuyên bố mình là lãnh đạo đất nước Router cho hay cảnh, cảnh báo của ông Pompey chủ yếu nhằm vào ông Abdullah, nhưng Ngoại trưởng Mỹ cũng không đưa ra lời chúc mừng đối với ông Ghani, thay vào đó ông bày tỏ sự ủng hộ để Ghani cam kết tiếp tục đàm phán trong hai tuần tới về việc thành lập một chính phủ thống nhất và ưu tiên hòa bình. Bộ trưởng Văn hóa Pháp nhiễm NCOVID Bộ trưởng Văn hóa Frank Reister đã trở thành chính trị gia tiếp theo ở Pháp nhiễm nCoV. Một người đồng cấp ông trong chính phủ cho biết hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 3, sau khi một số nghị sĩ Pháp đã trở thành bệnh nhân của COVID-19 theo Rauder, ông Frank Reister đang ổn và đang cách ly tại nhà Bộ trưởng Y tế Oliver Varen nói kênh truyền hình. BFM. Trước đó, năm nghị sĩ Pháp đã được chẩn đoán nhiễm nCoV cùng với một người làm việc trong căn nhà nghỉ viện Pháp, nơi có thể đã khiến các nghị sĩ này mắc bệnh. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn quý khán giả vào tuần sau.